Thưa quý vị, cựu thống đốc Virginia và vợ đã ra hầu tòa trước cáo buộc về tội tham nhũng, tin từ Richmond, Virginia. Cựu thống đốc Virginia, ông Robert McDonald và vợ là Maureen đã phủ nhận toàn bộ tội trạng trước báo cáo buộc tham nhũng được đưa ra tại một phiên tòa trong ngày hôm nay. Ông McDonald và vợ đã cùng xuất hiện tại tòa án quận tại Richmond, Virginia. Một thẩm phán liên bang đã thả tự do cho cặp đôi này với một cam kết riêng, đồng thời cũng lên lịch xét xử vào ngày 28 tháng 7 sắp tới. Theo các công tố viên cho biết, McDonald và vợ đã bỏ túi một cách bất hợp pháp hơn 165.000 đô la tiền đút lót. Thẩm phán đã cho phép cả hai người tại ngoại trong thời gian chờ đợi hầu tòa. Trước khi sự việc này bị phanh phui vào hồi năm ngoái, McDonald đã từng được xem là một ứng cử viên tiềm năng của đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử tổng thống.